Chào các bạn, đây là những cái lô hàng mô mà vườn mình ra. Mình thường để như vậy để cho cây nó ổn định, với lại nó ra rễ hẳn hồi rồi mình mới trồng. Linh ơi, đây có mấy cây bạch tạng này, nhớ trồng nha. Mấy cây bạch tạng nè, sống bình thường gì đâu, rễ người ta ra vậy kia không sống. Đây là cây năm cánh trắng hồng hồng, còn đây là pensuda. Đây là cây bò vàng, bò vàng cây khá bự khỏe. Đây là chầm blue, đây là chầm Đài Loan lai giả hạn. Đây là thanh củi, cái thanh củi rất là mập. Châu Như, châu Như có cây cũng rất là dài bự, cây của phòng mô bên mình làm.